Xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị và các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay, Dũng Audi lại về vừa về một chiếc, một dòng xe 7 chỗ ngồi số tự động máy xăng. Chiếc xe này là một chiếc Kia Carens, động cơ 2.0 số tự động màu đen biển tỉnh. Và hiện tại thì chiếc xe này Dũng Audi đang bán với giá 355 triệu đồng. Quý vị, quý anh chị và các bạn có nhu cầu mua một dòng xe 7 chỗ ngồi số tự động gầm cao có giá rẻ thì hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại 0855 966 966. Đây là chiếc Kia Carens được sản xuất năm 2013, số tự động bản full. Vâng ạ. Bản full cửa sổ nóc, 4 phanh ABS, số tự động. Xe gia đình sử dụng một chủ từ đầu, cực kỳ đẹp luôn. Anh nhanh tay liên hệ theo số điện thoại 0855 hoặc trực tiếp đến tại cửa hàng của Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương để xem xe, kiểm tra xe và có nhu cầu mua bán sử dụng. Hiện tại thì Dũng Audi đang là giá ở Dũng Audi thì bao gồm rút hồ sơ và hỗ trợ sang tên cho khách hàng nếu có yêu cầu. $355 triệu là giá của chiếc Kia Carens sản xuất 2013, số tự động, động cơ 2.0. Thì động cơ 2.0 có mức nhiên liệu thì rơi tầm khoảng 8 đến 9 lít xăng trong 100 km đường hỗn hợp mà chở được 7 người. Đấy, đây là form dáng tổng thể bên ngoài. Xe trang bị vành mâm 17 inch, 4 phanh ABS, 4 lốp còn mới, sơn chi còn sơn zin cả xe. Giày xước thì cũng không được không nhiều lắm, cũng có chảy xước phía ngoài thôi. Đây, nội thất đây ạ. Đây, chiếc xe này trang bị hộp số tự động 6 cấp, bản số zích chắc, điều hòa tự động nhé, điều hòa auto, màn hình DVD. Đấy, có camera lùi. Nội ngoại thất tắp đi tắp lô còn rất đẹp. Xe gia đình sử dụng, ghế nỉ nguyên bản, cửa sổ nóc hoạt động bình thường. Đấy, cửa sổ nóc đây. Cam kết xe keo chỉ zin. Chỗ này là chỗ nào mà bán chuyên xe tải? Chỗ qua cầu. Đây là hàng ghế thứ hai đấy. Ở hàng ghế thứ hai thì nó có cả cửa gió điều hòa đấy. Đây, cho hàng ghế thứ hai. Chiếc xe trang bị hệ thống 6 loa. Đây, chiếc xe này là bản full của Kia Carens, rất là nhiều tính năng hiện đại. Đấy, cam kết máy số zin, keo chỉ zin, số tự động 2013. Còn đây là hàng ghế thứ ba. Thì trước tiên mình sẽ giới thiệu, đây là một dòng xe 7 chỗ ngồi nhé. Thì nếu như không cần sử dụng đến hàng ghế thứ ba thì mình có thể gấp lại và có một cái khoang để đồ phía sau rất là rộng, nhưng mà nếu cần thiết mình chở nhiều người thì mình sẽ kéo ghế này lên. Đấy. Đấy, kéo hàng ghế thứ ba lên thì nó sẽ được sử dụng bằng hàng ghế ngồi. Đấy. Bình thường thì sẽ gập xuống để cái khoang này để hành lý rất là rộng. Hàng ghế thứ ba thì có cả góc để chai nước hai bên. Trần nỉ nguyên bản rất đẹp nhé. Đấy, những con ốc của bản lề cánh cốp phía sau còn zin theo xe. Đấy, keo chỉ còn zin đây. Đấy, quý vị và bạn có thể để ý đây. Dòng xe 7 chỗ ngồi sản xuất 2013 có giá chỉ 355 triệu đồng thôi. Đấy, cam kết máy số zin, keo chỉ zin. Đây,
mọi thông tin về chiếc Kia Carrel, quý vị quý anh chị các bạn cũng như toàn thể các bác hãy nhanh tay liên hệ cho Dũng Audi, chỗ tô số 1 Hải Dương, theo số điện thoại 0855 966 966. Ở trên đây phần form dáng tổng thành phía ngoài của chiếc Kia Carrel. Bây giờ mình với bạn sẽ đi vào cái phần khoang động cơ để kiểm tra máy số con này nó có chất lượng không. Đây là khoang động cơ của chiếc Kia Carrel. Máy móc cực kỳ khô ráo, đầu răng sexy, keo chỉ camo zin keo xe 100%, cam kết không đâm đụng, không ngập nước, máy số zin. Mình cam kết với các bạn bảo hành luôn máy số zin. $355 triệu cho một chiếc Kia Carrel 7 chỗ ngồi số tự động, động cơ 2.0. Quý vị có nhu cầu mua chiếc xe này hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại 0855 966 966, Dũng Audi, chỗ ô tô số 1 Hải Dương, có địa chỉ nằm tại khu 14.3 Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, kế cạnh khách sạn 25 tầng, khách sạn Nam Cường. Và những dòng xe bán ra tại cửa hàng của Dũng Audi luôn luôn đảm bảo pháp lý về an ninh, là bao gồm rút hồ sơ, hỗ trợ sang tên khách hàng, giấy tờ không tranh chấp, không cầm cố, và bao luôn phần phạt nguội cho quý vị, quý anh chị và các bác. Và đặc biệt thì Dũng Audi vẫn làm trả góp, hỗ trợ trả góp cho quý vị, quý anh chị và các bạn cho những cái dòng xe từ 2011 đổ lên. Cảm ơn quý vị, quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip về chiếc Kia Carrel. Xin trân trọng kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video về những chiếc xe sau. Dũng Audi xin trân trọng kính chào.